Bukto Tirakamo, tiến sĩ Maki đã phản bội tất cả mọi người và đầu vương cho phe của Grip. Ông ta không quên mang theo chiếc hộp chứa đựng chiếc mề đô cổ đại, mở nó ra và khai phá nguồn sức mạnh của những chiếc mề đô tím. Nó không hoạt động cho đến khi trận chiến giữa O và Uva đang diễn ra. Chúng đã cảm nhận được Eiji, một kẻ đặc biệt không có bất kỳ lòng tham nào. Năm chiếc kho mề đô màu tím đã tìm tới chủ nhân của chúng và nhập vào người của Eiji. Chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng khi anh đối mặt với hai tên Yumi hoàn toàn mới, với hình dạng khủng long và khả năng vô hiệu hóa những chiếc Komedo mà O sở hữu, anh đã được bảo vệ những chiếc Komedo từ trong cơ thể của mình. Khủng long bay, khủng long ba sừng, khủng long bảo chúa, Komedo tập hợp lại thành sức mạnh hủy diệt Butotira. Tông màu chính của anh đại diện cho hình dạng Butotira là màu tím, giống như chiếc mề đô. Phần mề đô kết hợp từ ba loại vật trên ngực của anh ấy đã trở thành một đồng xu với phần viền vàng kim và dày hơn so với những phần cơ bản khác. Bộ suit anh mặc cũng chuyển đổi từ màu đen sang màu trắng, cũng như tất cả những bộ phận khác đại diện cho ba loại vật kết hợp thành combo tím, với phần đầu khủng long bay, phần thân với cặp sừng khủng long ba sừng và đôi chân cực kỳ đáng sợ của loài khủng long bảo chúa. Mạnh khổng lồ vừa được nhận được, anh đã mất kiểm soát và để chúng chi phối bản thân. Là form vượt trội hơn Tazador về cả lực đá, lực nhảy cũng như tốc độ. Nó có thể xứng danh là form mạnh nhất của O trong series 9. Với 3 chiếc mề đô tương ứng, nó sở hữu, nó ban cho O 3 khả năng. Đầu cánh của loài khủng long bay giúp anh bay lượn như Tazador combo. Sức mạnh từ cặp sừng của loài tam giác long giúp vô hiệu hóa kẻ thù từ khoảng cách xa, cũng như giúp O di chuyển lại và tấn công chúng. Đôi chân từ khủng long bảo chúa gia tăng lực đá cực hạn và kết hợp lại hai phần vảy phía sau tạo thành chiếc đuôi khổng lồ tấn công kẻ thù ở phạm vi cực kỳ lớn. Nhưng điều đáng sợ nhất của những chiếc mề đô cổ đại này không phải đến khả năng chiến đấu, mà là khả năng hủy diệt những Komedo khác của chúng. Điều mà khiến những tên Rip khác khi đối mặt với O cũng vô cùng e ngại, cho dù chúng đã có full sức mạnh đi chăng nữa. Nếu sơ sẩy cũng có thể bị O ở hình dạng Butotira tiêu diệt hoàn toàn bằng khả năng phá hủy Medo. Rủi ro mang lại từ Butotira ngoài việc cuồng loạn và mất kiểm soát, khi sử dụng quá nhiều, anh sẽ dần bị chuyển hóa thành tên Grip với hình dạng khủng long. Một điều vô cùng đáng sợ một con người. Tốc độ này sẽ ngày càng nhanh khi những chiếc Komedo nhập vào trong cơ thể của anh ngày càng nhiều. Anh sẽ chuyển hóa thành tên Grip ngày một nhanh hơn. Đòn final Tekkenin-chan của Kamen Rider O Butotira dùng cặp sừng của tam giác long vô hiệu hóa kẻ thù, sau đó đôi cánh diệt long sẽ thổi luồng hơi cực lạnh đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh và dùng chiếc đuôi của T-Rex quẹt ngang kẻ thù và phá nát chúng từ tảng băng mà chúng đã bị hóa hình. Giống như những Final Form ở thời kỳ trước, vũ khí đặc trưng cho Final Form mang tên Metal Biting Dragon. Tạo hình của nó là chiếc đầu của khủng long bạo chúa với phần lưỡi rìu cũng như phần tay nắm có khả năng gặp lại để chuyển hóa thành một khẩu đại pháo. Thường hiện nay sẽ chiến đấu bằng hình dạng rìu cũng như chỉ sử dụng hình dạng pháo khi sử dụng đòn final attack. Khi cầm chiếc vũ khí này trên tay, khả năng hủy diệt những chiếc Komedo của anh mới hiện rõ qua từng nhát chém Metal Biting Dragon. Cặp đôi này đã gieo rắc vô cùng nhiều kinh hoàng cho những tên Grip còn sống sót. Đòn tất sát của anh ở chế độ Bazooka là Strength Doom. Anh nhét những chiếc Selmedo được văng ra từ những tên zombie mà anh đánh bại cho chiếc drill này ăn những chiếc Selmedo đó. Nó sẽ bắn ra một cơn gió lốc khổng lồ với nguồn năng lượng hủy diệt xoắn ốc bao phủ bởi nguồn năng lượng tím. Ở chế độ drill, đa phần những hình dạng combo khác sẽ sử dụng và tận dụng tốt hơn là hình dạng Butotira. Chỉ có đòn mạnh nhất mà anh dành riêng cho tên Maki. Khi tập hợp toàn bộ những Selmedo vào vũ khí của Butotira, đã đòn mạnh nhất của mình hồng tiêu diệt tiến sĩ Maki với một nhát chém năng lượng cực mạnh 360 độ bao phủ một nguồn năng lượng tím.